事实倾出一个你，有着白妆，似是未告终。万物始终一双眼，只是看到暗里情作弄，情在眼前，小了怀疑，美丽往事在浮现，人事千变。 天网内痕迹可见，天理日后告知，翻来看是对是错，共你将透视见过，遗忘，换去罪状，未去罪过，终有天背负太多，流行难躲。 Sếp Cao, chúng tôi đã nâng nhiệt độ lên nhiệt độ cao nhất của trưa mùa hè và cũng thử tăng tốc độ nước để xói mòn giò heo, cũng thử tăng lượng vi khuẩn của nước cống. Mức độ phân hủy của giò heo nhanh hơn tốc độ bình thường, nhưng cũng không đủ để tạo thành sự chênh lệch giữa 6 năm và 2 năm. Hai người qua đây coi, coi ra những gì thím Dung nói không phải không có khả năng. Sếp Cao, có phát hiện gì? Coi đi, đây là cống thoát nước chúng ta phát hiện hài cốt. Nè, phía trên là tòa nhà xưởng tinh anh. 3 tháng trước, tòa nhà công xưởng này mới bị công ty phát triển mua lại tái xây dựng. Và trước đó bên trong có rất nhiều xưởng nhuộm, tức là trong những xưởng nhuộm này thải nước bẩn có chứa chất hóa học dùng giải sẽ đổ vào đường cống nơi chúng ta phát hiện hài cốt. Trước đây chúng ta thử nghiệm, trên thực tế không có thêm nhân tố môi trường này, cho nên đáp án chúng ta nhận được là không chính xác. Trên thực tế, nước bẩn do những xưởng nhuộm thải ra có chứa rất nhiều chất hóa học, thí dụ như chất lên men dạng khuẩn và muối axit natri carbonic. Khả năng ăn mòn của loại nước này cao hơn mấy lần so với loại nước bẩn bình thường. Nói một cách bình thường, khi một thi thể ngâm dưới loại nước bẩn này cộng thêm sự xói mòn của thủy lực từ 1 đến 2 tháng, da thịt của con người sẽ bị xói mòn hết. Còn tốc độ phân hủy của hài cốt cũng nhanh gấp mấy lần so với bình thường. Có nghĩa là chúng ta phát hiện bộ hài cốt trong đường cống đó, bề ngoài có vẻ như đã chết 4 năm, nhưng thực tế không chừng chỉ có 2 năm. Nên hai người cho rằng rất có thể hài cốt đó là con gái của thím Dung đã mất tới 2 năm rồi. Tuyệt đối có khả năng đó. Dân à, chúng ta phải mau chóng đến đường cống đó, lấy nước bẩn về đây, đổ thêm những chất hóa học cần có trong nước bẩn của xưởng nhuộm vào đó. Dạ. Kiểm tra luôn độ ẩm và nhiệt độ của đường cống, làm lại thí nghiệm lần nữa, chuyển báo cáo thí nghiệm cho Madame ngay đi. Ok. Tôi đã nói là con tuệ của tôi rồi, sao bọn họ thất đức vậy? Đã hại chết nó rồi còn bỏ nó xuống cống nữa chứ. Thím Dung à, thím khoan xúc động đã. Madame nói có thể bộ hài cốt đó là con của thím thôi, tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được. Phải đó, cho nên chúng tôi mới mời thím đến điều tra rõ sự thật. Làm sao mới biết có đúng hay không chứ? Vậy thì thím phải cung cấp thật nhiều thông tin liên quan đến con của thím cho chúng tôi. Năm nay Dương Tuệ được bao nhiêu tuổi vậy? Nếu nó còn sống, năm nay được 25 tuổi. Có cao bao nhiêu? Cũng cao cỡ như cô vậy đó, 1m6. Trên người của cổ có đặc điểm gì hay không? Tức là nếu che mặt của cổ lại, thím có thể nhìn phần nào trên cơ thể để xác nhận cổ. Nó có vết bớt ở cùi chỏ tay trái á. À, thật ra là vậy. Bây giờ chúng tôi không thể nhìn thấy cổ có vết bớt hay là không. Bây giờ nó chỉ còn lại bộ xương chứ gì, dĩ nhiên là không nhìn thấy. Xương bên tay trái có tình hình phát triển, có lẽ là từng bị gãy nhưng tự nhiên lành lại. Tôi muốn hỏi lúc Dung Tuệ còn nhỏ có bị thương gì không? Trẻ con luôn tinh nghịch, nếu không bị thương ở đây thì bị thương ở chỗ khác thôi. Ý của tôi là những vết thương nặng hơn một chút, thí dụ như tay gãy chân gì đó. Năm nó 4 tuổi, nó cùng bạn trong thôn leo cây bị té xuống, còn làm gãy tay nữa chứ. Tôi đưa nó đến bác sĩ trực đã bó mấy thằng thuốc. Té gãy tay nào? Hình như tay phải. Té gãy tay phải. Dung Tuệ có vật dụng mang theo hay những thứ có giá trị kỷ niệm, ví dụ như một số trang sức, dây chuyền lắc tay hay là bông tai gì đó không? Lúc nó qua Hồng Kông sống nhờ bà con, tôi có cho nó con cọp cẩm thạch đeo trên người để trừ tà. Vậy thêm có đến nhà bà con tìm cổ không? Có chứ, nhưng người bà con nói
Hôm con Tuệ đến tìm họ, nó chỉ ở lại ăn bữa cơm thôi, không có cho nó ở qua đêm. Làm sao biết nó đi đâu chứ? Tôi muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng người bà con kêu tôi đi chỗ khác. Bà con gì vậy? Bây giờ con của Thím mất tích, họ không tìm phụ còn có thái độ như vậy. Tôi đã nói với con tôi rồi, ở dưới quê có tốt hơn không? Nó nói ở dưới quê không thể phát triển, Hồng Kông có nhiều cơ hội, đến Hồng Kông kiếm được nhiều tiền sẽ có thể quay về quê mua căn nhà lớn để cho tôi hưởng phước. Bây giờ không biết làm sao hưởng phước nữa, nó chết mất tiêu rồi. Thím Dung à, Thím đừng có như vậy. Bây giờ chúng tôi chỉ nghi ngờ đó là con của Thím thôi, chúng tôi vẫn còn nghi ngờ mà. Nhất định là con tôi đã có chuyện gì rồi. Nó hiếu thảo lắm, không bao giờ nó không liên lạc với tôi đâu. Sếp à, sếp chưa từng làm mẹ, sếp làm sao hiểu tâm trạng của tôi chứ. Thím Dung à, chúng tôi thật sự hiểu tâm trạng của Thím. À phải, Thím có địa chỉ của người bà con đó hay không? Có. Nè, nè, Trương Thái này là chú họ của con Tuệ nè. Vợ chồng họ sống ở quán mì vỉa hè bên Hồng Khám. Cảm ơn Thím, Thím Dung. Những thông tin chúng tôi cần cũng gần đủ rồi. Nếu như cần thiết chúng tôi sẽ liên lạc với Thím sau. Tôi lấy giấy thông hành, đến ngày mai là đến hạn tôi phải về rồi. Sau này có tin tức gì mọi người nhớ lập tức liên lạc với tôi liền nha. Hả? Nhất định rồi. À phải, Thím Dung, chúng tôi muốn lấy chứng cứ từ Thím. Lấy mẫu ADN của Thím Dung gửi cho pháp chứng xét nghiệm đi. Biết rồi. Sếp thấy rồi đó sếp Cao, bác sĩ Cổ. Chúng tôi lấy mẫu tủy xương của hài cốt làm xét nghiệm ADN 3 lần rồi, nhưng do vi khuẩn làm cho mẫu ADN suy giảm, cho nên chúng tôi không kiểm tra được ADN. Tuy trong tay chúng ta có ADN của Thím Dung, nhưng không thể so sánh với bộ hài cốt, nên không thể chứng minh nạn nhân là con của Thím Dung là Dung Tuệ. Còn một cách nữa. Không ngờ không thể lấy ADN trong xương, nhưng trong răng thì có thể. Bởi vì trong răng có khoảng trống, còn chất men pháp lan bao bọc bên ngoài là một trong những chất rắn chắc nhất trên thế gian này. Chỉ cần khoảng trống trong răng được bảo vệ tốt, sẽ có cơ hội lấy được ADN trong đó. Vậy thì hay quá. Bây giờ chúng ta chỉ biết chiều cao của bộ hài cốt giống y như là Dung Tuệ, và tay phải cũng từng bị gãy, nhưng không thể đối chiếu được ADN. Dù sao cũng không thể xác minh của là Dung Tuệ. Tuy thời gian lấy ADN trong răng có thể lâu hơn, nhưng mà tôi sẽ kêu bên đó tranh thủ cho. Cảm ơn anh. Vậy tôi đi nha. À khoan đã, tôi cũng sắp về rồi. Hay là tôi đưa cô về sở cảnh không sát? Không cần, tôi tự đón taxi về được rồi. Em xét nghiệm mẫu đi. Con giận chuyện của cậu Cương sao? Anh cũng biết nói là chuyện của thằng Cương. Nếu tôi muốn giận cũng là chuyện thằng Cương, không liên quan đến anh. Không phải, anh chỉ muốn cho cậu Cương học hỏi thêm thôi. Học hỏi đến ngủ ngoài đường à? Bác sĩ Cổ, anh giúp bao nhiêu người, lần này anh cũng thất sách lắm. Anh thừa nhận là anh thất sách, nhưng sở dĩ anh làm như vậy cũng chỉ vì em thôi. Anh yêu chim yêu cả lòng. Tức là liên quan đến tôi. Ok ok, anh có lỗi, tại anh sai quấy. Coi như cho anh một cơ hội đi được không? Anh cũng giỏi lắm, xin lỗi cũng chọn phòng liền. Sao hả, chỉ có vụ này sao? Thật ra nói ở đây cũng đúng lắm. Em coi đó, chỉ có cánh cửa ngăn cách đã phân chia sống và chết rồi. Sinh mạng của con người yếu đuối lắm, chúng ta phải học cách trân trọng người bên cạnh, biết chưa? Đúng là chết cũng bị anh làm sống lại. Bây giờ có thể nghe anh giải thích được chưa? Nói đi. Thật ra trải qua chuyện của cậu Cương, anh mới phát hiện giữa hai chúng ta thiếu sự trao đổi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải thường xuyên gặp mặt, thường xuyên trao đổi. Những chuyện này sẽ không tái diễn lần nữa. Em chỉ biết trải qua sự trao đổi lần này mới phát hiện anh hèn vô cùng. Nè, tuy là anh đê hèn, nhưng mà anh chung thủy lắm đó. Không dư hơi nha anh. Không dư hơi là đúng rồi. Ngoan ngoãn đứng đây đợi anh. Anh lấy xe đậu ở dưới nhà, gọi điện cho em mới xuống dưới, ok? Nhanh lên đi. Sếp Cao, chúng tôi đã loại trừ những thứ tìm được ở đường cống nhưng không có liên quan. Số còn lại đều là những thứ nghi ngờ có liên quan tới bộ hài cốt. Tại sao mọi người cảm thấy những thứ này có liên quan tới bộ hài cốt chứ? Bởi vì mức độ phân hủy của chúng giống như bộ hài cốt vậy, cho nên rất có thể là cùng với bộ hài cốt bị bỏ vào bao bố rồi bỏ xuống dưới cống. Tiếp tục đi. Chúng ta có 3 vật chứng. Một là sợi dây kéo lấy được trên bộ hài cốt, có lẽ là của cái áo, còn dính trên nhãn hiệu và một chút sợi của áo nữa. Hai là đầu của một chiếc giới da. Ba là đoạn dây đàn móc trong giới da. Vậy cô có nghĩ
Tại sao những thứ này lại bị cho vào bao bố cùng với bộ hài cốt không? Có lẽ sợi dây kéo là thuộc về áo nạn nhân mặc. Còn dưới da này có lẽ là dùng để siết cổ nạn nhân. Vậy sao? Nè, dưới da có độ đàn hồi. Cô nghĩ dùng để siết cổ một người cần phải bao nhiêu thời gian chứ? Cô nghĩ có khi nào hung thủ dùng vớ da cột hai tay của nạn nhân và chân của nạn nhân lại? Ờ phải. Nhưng mà nạn nhân đã chết rồi, chỉ cần bỏ vào bao bố là được rồi, cần gì phải trói cổ nữa chứ? Thật ra bao bố chứ bộ hài cốt không lớn lắm, muốn bỏ một người vô đúng là rất miễn cưỡng. Phải. Mọi người còn nhớ sau khi một người chết, xác cứng sẽ xuất hiện lúc nào? Sau khi con người chết, trong vòng nửa tiếng tới 3 tiếng, mắt da đến cặp dưới sẽ xuất hiện đông cứng. Và sau 6 đến 12 tiếng sẽ lần lượt toàn thân đông cứng. Và hiện tượng đông cứng này sẽ biến mất sau khi chết từ 18 đến 24 tiếng. Đúng vậy. Nhưng nếu sau khi nạn nhân chết 6 tiếng đồng hồ, hung thủ mới xử lý thi thể, thi thể sẽ xuất hiện tình trạng đông cứng. Ngay lúc này nếu bỏ thi thể vào bao bố sẽ rất khó khăn, có phải không? Cho nên là phải trói chặt cổ sau đó mới cho vào bao bố sao? Đúng vậy. Sếp Cao ạ, sếp giỏi thiệt nha. Cậu Cương, cậu gần như nghĩ ra rồi. Gần như vậy? Không sao đâu cậu Cương, sẽ giải thích được vấn đề này thôi. Còn một vấn đề khác, đoạn dây đàn này cậu làm sao giải thích đây? Vì thứ này chúng tôi đã nghĩ ra có một khả năng. Em còn dự định lập tức làm thí nghiệm cho sếp coi nữa. Nè, chúng ta đặt giả thiết tại hiện trường gây án của hung thủ có rất nhiều dây đàn đã bị cắt đứt. Hung thủ hối hả lấy đôi vớ da. Trước đó chúng ta giả thiết đôi vớ này dùng để siết cổ nạn nhân, còn bây giờ coi như dùng để trói thi thể. Sau đó kéo một cái. Có nghĩa là rất có thể hung thủ biết chơi guitar. Thục Quang, báo với cảnh sát kêu họ lưu ý điều này. Ok. Với lại hai người coi có thể khôi phục nhãn hiệu này lại hay không? Dạ biết, dạ biết. Sếp Cao. Được, cứ nói với Madame như vậy đi, coi cậu có phản ứng gì. Không cần phải cảm ơn, quan trọng là giúp được việc mà. Không cần hỏi nhiều. Có phải Trương Ký gọi điện đến nói là bị bệnh không thể đi làm không? Cha lợi hại lắm. Quán tính rồi, có gì khó đoán đâu. Một tuần nghỉ 2 lần, bây giờ còn kính hơn đua ngựa nữa. Thì đó, vào đây chưa đầy 1 tháng bị sốt, nôn mửa rồi tiêu chảy, luôn cả bệnh trị cũng xài luôn. Lần này là vụ gì? Lần này có sáng tạo lắm, khoa tâm thần, bệnh tâm lý. Hả? Nhưng không phải hắn, là Độc Đắc. Độc Đắc gì chứ? Con chó của hắn, Độc Đắc đó. Hả? Cho nên hôm nay hắn không thể đến làm, phải đưa con chó đi khám bệnh. Quá đáng thiệt. Madam. Madam. Cô cũng nghe rồi đó, vụ của Trương Ký cô nghĩ sao? Quá đáng lắm. Madam, cô nghĩ có phải nên chỉnh đốn lại không? Madam, Trương Thái và vợ ông ta Lâm Ái đã đến, bây giờ đang ở phòng phẫu cung. Tôi sẽ khoan ngay. Là không việc trước đi. Madam, tôi đã nói với Thiêm Dung rồi, tôi chỉ giữ con của bà ở lại ăn bữa cơm thôi. Ăn cơm xong nó liền đứng lên đi. Tôi không có giữ nó lại, nó cũng không có ngủ qua đêm ở nhà tôi. Phải đó, phải đó. Vợ tôi nói đúng lắm. Chúng tôi cũng biết nó ở đâu nữa. Bà con với nhau, hai người không hỏi cổ đi đâu có dự tính gì sao? Dù sao cổ cũng một thân một mình qua đây, không quen không biết. Trời ơi, nó xinh đẹp như vậy, thiếu gì đàn ông dành nhau lo cho nó chứ. Tôi còn hỏi để làm gì? Có nghĩa là 2 năm qua vợ chồng hai người không liên lạc với Dung Tuệ, cũng không gặp lại cổ à? Không. Vậy Dung Tuệ có để lại cái gì cho hai người hay là nói lại cái gì hay không? Không, có thần với nó đâu. Vậy sao? Má đảm mà, cô làm cái gì vậy? Không, tôi muốn coi vợ ông che cái gì thôi. Đây là con cọp cẩm thạch của Thím Dung tặng cho Dung Tuệ mà. Tại sao con cọp này lại ở chỗ của bà? Trời ơi, cái loại mặt dây chuyền này ở đâu cũng có bán. Có cần tôi kêu Thím Dung đến xem lại không? Gì chứ, lúc con Tuệ nó đi hả, khách sáo tặng lại cho tôi thôi. Bà nói là không thân với cổ mà, tại sao cổ tặng cho bà con cọp trừ tà mà má cổ tặng cho chứ? Thật ra bà ăn cắp hay ăn cướp, mau khai đi. Gì chứ, nó không có tiền đóng tiền nhà nên lấy cái này thế chấp à. Cổ phải đóng tiền nhà cho bà, tức là không chỉ đã ăn cơm nhà bà mà còn sống ở đó nữa. Phải, nó sống ở đó. Bây giờ thu tiền nhà cũng phạm pháp sao? Thu tiền nhà thì không phạm pháp, nhưng bây giờ chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích nhân khẩu. Và chúng tôi nghi ngờ 2 năm trước người mất tích này đã chết rồi. Người đó là Dung Tuệ. Bây giờ chúng tôi có lý do tin hai người có liên quan đến cái chết của cổ. Chết rồi. Ai, bà có phải lần đó bà mạnh tay quá không? Ông nói gì chứ ông già. Cãi nhau một chút xích mích nhỏ mà, cũng đâu có mạnh tay lắm đâu, sao chết được. Đi xin lệnh, gọi luôn pháp chứng. Tôi nghĩ chúng tôi phải đến nhà của ông bà xem thử. Biết rồi. Ở đây cũng bề bộn lắm. Thức ăn thì bày la liệt, da heo, đông cô, không có gì che đậy.
luôn cả nước tương cũng để ở đây. Thì đó, đồ đạc thì để lung tung. Guitar. Chà, bụi dữ lắm đó. Ít nhất cũng bỏ ở đây 1-2 năm rồi. Đúng lúc cũng không còn dây đàn. Các chú các thứ vẫn bị dĩ hè. Lại là băng nhạc sao? Thích Tinh, kiểm tra giường này đi. Dạ. Vừa dán giấy che lại lại dùng sơn quét lên, có điều không ổn. Cạo lớp sơn này ra sẽ biết chuyện gì ngay. Hiện ở tầng dưới có mấy sợi nghi ngờ là tóc người. Cảm ơn. Là máu người. Xem ra lần này thu hoạch của chúng ta cũng khá lắm. Dựa theo báo cáo của pháp chứng, chúng tôi tìm được một số tấp trên giường trong phòng chứa đồ của nhà bà, chứng minh là của Dung Tuệ. Cũng tức là Dung Tuệ đã từng ở nhà của bà. Tìm được thì nhất định là của nó hay sao? Sao không cho của tôi? Bà Trương à, ADN của các con có một nửa là từ người cha, một nửa là của người mẹ. Còn ADN mẫu tóc tìm được ở nhà của bà có 7 cặp giống như của Thiếm Dung. Có nghĩa là nếu mẫu tóc đó của bà thì bà là má của Thiếm Dung hay là con. Còn nữa, chúng tôi tìm được đoạn dây đàn trên hài cốt của Dung Tuệ. Đúng lúc đó trong nhà ông cũng có guitar. Sếp à, cái guitar đó là của con tôi. Bây giờ nó qua bên Mỹ làm đầu bếp, cho nên để ở nhà bám đầy bụi thôi. Tại sao cái guitar đó không có dây đàn? Nó không có đàn nữa. Không lẽ tôi còn thay dây đàn giùm cho nó sao? Mỗi lần tôi nhắc đến Dung Tuệ, vợ chồng của bà đều ấp a ấp úng, có vẻ như tìm cách để che giấu. Có phải đã làm chuyện gì mờ ám hay không? Không có, không có. Nó cứ năn nỉ tôi cho nó ở. Tôi thấy nó không nơi nương tựa nên cho nó ở lại thôi. Nhưng mà không lý nào cho nó ăn ở không, nên kêu nó phụ tôi bán mì vậy thôi à. Dung Tuệ đã dùng giấy thông hành qua đây, tức là mướn người làm chui. Đâu phải bà không biết làm như vậy là phạm pháp? Còn vết máu trên tường thuộc về Dung Tuệ, ông làm sao giải thích? Chỉ là tai nạn thôi. Tai nạn giết người à? Không phải, không phải nha. Vậy tức là sao? Chuyện là vậy. Có một hôm con Tuệ bị sốt, tôi định làm phước lấy viên thuốc hạ sốt vô cho nó uống. Ai ngờ vợ của tôi xông vào, bà ta nghĩ là tôi có giằn díu với nó. Con nhỏ đó từ sáng tới tối cứ mặc cái quần ngắn cũng đi ra đi vô, rõ ràng muốn quyến rũ chồng tôi mà. Tối đó còn giả bộ bệnh cám dỗ ổng nữa, nên tôi nóng quá đánh nó thôi. Bà nóng đến nỗi đánh chết cổ hay sao? Không có, không có mà. Tôi tát nó có mấy cái à, tự nó đập đầu vô tường có chút máu thôi à. Nó lập tức bỏ đi à, đi rất nhanh nữa đó. Còn chửi lại tôi nữa, đâu dễ chết vậy chứ. Cô có bị bà đánh chết hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng bây giờ đều có thể khẳng định là bà và chồng bà phải bị cảnh sát chúng tôi tạm giam. Nè, anh à, đây là thang dành cho khách. Lên xuống hàng thì làm ơn qua thang bên kia đi. Ở bên kia thôi. Bên kia đông người, đi chỗ khác dùng để bắt hai. Làm vậy không đúng quy định đâu anh bạn à. Có phải ông muốn cản được cả lối không? Có tin tôi đánh ông không? Nè, ông muốn làm gì? Lão già này nè, cản được cản lối nè. Nè, anh bạn à, tôi không có cản đường cản lối anh. Trước giờ không có cho lên xuống hàng ở thang khách đâu. Anh nghe bác này nói chưa? Thang khách dành cho khách, thang hàng mới dành cho hàng. Cái thằng mặc đồ vest rồi, mày làm cái gì vậy? Mày có biết tao có nhiều anh em ở bên ngoài không? Tôi biết anh có nhiều anh em. Có phải anh em của anh kêu anh dùng thang máy khách để chuyển hàng không? Bác à, đừng cãi với họ. Bà, con không có cãi với hắn. Con chỉ nói phải trái với trẻ con thôi.
À, thì ra là hai cha con sao? Muốn thông đồng ở đây hả? Làm ra vẻ hiếu thảo lắm. Nếu hiếu thảo thì đừng bắt ông già hứng bụi ở đây nữa. Bản thân thì chân diện sang trọng, còn có hiếu quá. Nè, đồ tóc vàng, mày nói cái gì? Mày nói con tao giả bộ hiếu thảo hả? Mày còn nói như vậy á, có tin tao liều mạng già với mày hay không? Nè cô đêm, làm gì vậy? Có thai rồi sao không đi? Hai người giỏi lắm. Vậy sao hả? Người như vậy cũng có nữa, thiệt tình. Ba không sao chứ? À, không sao. Lúc nãy ba tức giận quá làm gì? Cãi nhau với thế anh con này là mất thân phận của mình. Thật ra là con mất thân phận thì đúng hơn. Con đến tìm ba đi ăn trưa mà. Hả? Tới giờ rồi, đi được chưa? Ờ, phải rồi, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi, đi thôi. Sao hả ba? Ba không sao chứ? Không sao đâu, chỉ ho vài tiếng thôi. Hơi, công xưởng ở đây nhiều, người cũng đông, xe hàng cũng nhiều, không khí cũng ô nhiễm. Tuổi tác của ba làm ở đây không thích hợp lắm đâu. Thì đó, dù sao con cũng là bác sĩ xét nghiệm cao cấp, ba làm nhân viên quản lý tòa nhà hình như không có hay ho lắm. Ý của con không phải vậy, nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, con lo cho sức khỏe của ba thôi. Con cũng biết rồi đó, không có việc làm buồn lắm. Con có thể lo cho ba được mà. Con lo cho ba, con không đi làm sao? Thật ra cuộc sống nghỉ hưu cũng có thể dồi dào lắm. Thí dụ như làm công tác xã hội nè, tham gia lớp giải trí. Nếu ba vẫn thấy buồn, cùng lắm là gì? Con mời ba qua châu Âu chơi. Châu Âu? Xa quá, ngồi máy bay cũng phải mất mấy chục tiếng đồng hồ, ba chịu không có nổi đâu. Vậy mà cũng chơi xa sao? Phải. Đi Thái Lan đi, bay hơn 2 tiếng là tới rồi. Thái Lan tốt lắm, khí hậu rất tốt, thời tiết đẹp, thức ăn cũng ngon nữa, rất hợp với ba. Thích hợp cho tuổi trẻ các con đi hơn, chơi thể thao dưới nước nè. Còn ba lớn tuổi rồi, ba không có thích hợp đi đâu. Không lý nào ba không có chỗ đi. Ba suy nghĩ kỹ đi. À, đúng rồi, có một chỗ. Hả? Ba định về Trung Sơn dạo chơi một chuyến. Về Trung Sơn? Ba về Trung Sơn làm gì? Con cũng biết rồi đó, ba với má của con qua Hồng Kông 40 mấy năm rồi, chưa bao giờ trở về đó. Nhắc tới á, đúng là mong nhớ vô cùng. À, không biết ở quê có gì thay đổi không? Nếu ba thật sự muốn về quê thì về quê dạo chơi đi. Ừ, được. Con thu xếp giùm ba nha. Ờ. Nè nhưng mà vậy ba, lát nữa sau khi uống trà xong, ba phải lập tức về đây xin nghỉ việc. À. Không chịu nghỉ thì không được về quê. Ba suy nghĩ kỹ đi. Ôi, được, sợ con quá, ba hứa. Ông ba nè. Ok. Trời, có cần mua nhiều đồ vậy không? Chú Đông. Tôm khô nữa nè. Ok. Cậu không biết đâu, cái vali này là quà của ba tôi đem về quê tặng cho anh em chú bác. Nhưng mà tôi thấy ba tôi chạy tới chạy lui, chắc chắn sẽ mua thiếu đồ, nên mua hết một lần giùm ba tôi, xếp sẵn hết để ba đem về quê tặng họ hàng. Trời, nào thuốc xoay sóng, nào dầu nữa sao? Nè, theo lập trường của bác sĩ, em không tán thành bệnh nhân tùy tiện mua thuốc uống đâu nha. Hả? Tôi đã nói với ba rồi. Tôi còn nhắc ba, hãy thấy nhức đầu chóng mặt thì lập tức đi bác sĩ ngay, đừng kéo dài. Nhưng giá nào ba cũng đòi mang theo chút thuốc mới có cảm giác an toàn. Chuẩn bị cũng không sao, nên chịu theo ý ba thôi. Hey, cuối cùng ba của anh cũng chịu về hưu thì chịu theo bác đi. Nhưng bây giờ thấy cha con anh làm lành, em thấy vui lắm. Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của chị hai. Vậy cũng phải. Nhiều khi có những việc giống như đã được định sẵn vậy. Nếu không vì cái chết của Trác Giao, tôi nghĩ khúc mắc của tôi và ba tôi không biết chừng nào mới giải được. Tôi cũng không biết chừng nào mới có thể làm đứa con hiếu thảo nữa. Sếp Cao, đây là nhãn hiệu được ngâm bằng chất hiện hình thu được kết quả này đó. Cho nhãn hiệu được thưa bằng chỉ, sợi chỉ được sử dụng khác với sợi chỉ vốn có để thêu thành nhãn hiệu. Cho nên sau khi ngâm chất hiện hình có màu sắc khác nhau, tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn còn thấy tên công ty may áo này là Đại Xuyên. Anh nhìn nhãn hiệu này đi, cái bên đó còn dính miếng vải mỏng, có lẽ là thiết kế thấu thị của dây kéo xanh. Áo này là của nạn nhân mặc lúc còn sống. Nếu tìm được nguồn gốc của áo sẽ có lợi trong việc đối chiếu thân phận của nạn nhân. Chúng tôi đã kiểm tra, có 3 công ty may mặc mang tên Đại Xuyên. Chuyên gia đồng phục sắc phục Đại Xuyên. Phòng pháp chứng nói áo có lẽ là kiểu hở lưng thấu thì. Tôi nghĩ khoan đến chỗ này. Xưởng may mặc Đại Xuyên thứ 2 5 năm trước đã đóng cửa. Tức là còn lại căn thứ 3, công ty phục trang biểu diễn và sân khấu Đại Xuyên. Cậu và Tâm Di đi thử đi. Yes madam. Anh có thấy loại giải này không? Chúng tôi có loại giải này, nhưng mà có nhiều áo đã sử dụng rồi. Màu này có thể màu sắc không đúng, bởi vì bị ngâm bằng chất tẩy hóa học. Ờ, vậy thì khó kiểm tra lắm. Phiền anh nhìn kỹ lại giùm. Sợi dây kéo này là vi khi gây.
À, hai người may mắn rồi. Chúng tôi chỉ nhầm một container loại dây kéo này thôi. Khách nào cũng chê là không có tốt. Sau đó chúng tôi đã không nhập nó nữa. Chuyện xảy ra hồi nào? Có kiểm tra được khách nào dùng loại dây kéo này và giải này may áo không? Còn là dây kéo sau lưng Kim Thố Thị. À, được rồi, để tôi coi. Có lẽ là 2 năm trước, dây kéo sau lưng Kim Thấu Thị. À có rồi, áo dạ hội, dây kéo sau lưng Thấu Thị. Có lẽ là hộp đêm này. Sếp à, chỗ chúng tôi thỉnh thoảng cũng tổ chức những tiết mục chủ đề. Có quần áo gì mà chưa từng may chứ, làm sao nhớ hết? Ông không nhớ áo, còn người chắc ông nhớ chứ. Ông có gặp người này không? Chúng tôi nghi ngờ 2 năm trước cô làm việc ở đây. 2 năm trước? Tôi làm ở đây được 1.5 năm thôi sếp à. Nói thiệt nha, không phải tôi không muốn giúp sếp. Có điều sếp cũng biết rồi, chỗ chúng tôi á, ngày nào cũng có em mới đến, ngày nào cũng có người đi, làm sao nhớ rõ chứ, đúng không? Ông không nhận ra cũng không sao, nhưng hộp đêm của ông là khu giải trí hợp pháp, chắc chắn có sổ sách tuyển người. Phiền ông lấy sổ ghi chép nhân sự của 2 năm trước cho chúng tôi coi. Không phải tôi không muốn giúp hai người, vốn dĩ giúp đỡ không thành vấn đề. Tôi cũng muốn làm người dân lương thiện, tôi không muốn hai người về tay không, đúng không? Có điều hai người cũng thấy rồi đó, chỗ chúng tôi vừa mới tu sửa xong, đồ đạc quăng tứ tung, sổ sách cũ để trong nhà kho hay ở góc nào đó cũng chưa biết chừng nữa, làm sao tôi biết được. Có phải ông muốn giữ mặt không? Không phải đâu, tôi cũng muốn làm người dân lương thiện lắm, cảnh dân hợp tác mà. Có điều hai người cũng phải cho tôi thời gian tìm mới được chứ. Hay là vậy đi, tìm được tôi nhắn hai người đến đây còn hay hơn, có đúng không? Được, tôi chờ ông tìm. Thì đó, đợi ông tìm được thì mau chóng liên lạc với chúng tôi. À, cũng được. Làm phiền ông. Gã quản lý đó có điều không ổn rồi. Khổ nổi hắn không nói chúng ta cũng không làm gì được hắn. Ngày nào chúng ta cũng gọi điện đến phiền hắn. Trước sau hắn cũng phải tìm quyển sổ cho chúng ta. Đừng nóng. Cô à, cô làm sếp đồ. Cảm ơn. Bây giờ ngoài việc ngồi đợi, cô có thể làm gì không? Anh tìm hết mọi thông tin của vụ này cho tôi, để tôi coi còn manh mối gì không. Được. Em chưa về sao? Anh cũng chưa về vậy. Anh mới làm xong bản báo cáo, anh đi được rồi. Nhưng nếu em vẫn chưa xong việc, anh ở lại với em. Không cần, em đi được rồi. Vậy thì hay lắm, thời gian vừa đúng lúc. Chuyện gì vậy? Anh đưa em đi ngắm bình minh. Không phải chứ, có thời gian cũng tranh thủ về ngủ đi. Không phải, ở Xích Trụ có một chỗ ngắm bình minh đẹp lắm. Bảo đảm sau khi ngắm xong em nhất định sẽ thích. Đi đi mà. Bình thường làm việc đến nửa đêm nửa hôm mệt mỏi cả người, vì đến nhà mắt vẫn mở đau tráo không ngủ được. Vậy sao? Trời, mặt của em có vẻ mệt mỏi lắm. Vậy thì thôi, hay là hôm khác mới đi đi. Bây giờ anh chở em về nhà. Vậy thì không nên. Thật ra em cũng không mệt cho lắm. Hôm khác chỉ bằng hôm nay. Anh nói là đẹp lắm mà. Đúng là đẹp lắm. Tóm lại sau khi em ngắm bình minh, bảo đảm em sẽ không ngừng khen. Với lại mỗi lần sau khi anh ngắm bình minh về nhà ngủ thấy ngon hơn, em cũng như vậy đó. Chị rồi à? Em có biết hôm nay trời rất xanh không? Lúc nãy mặt trời mọc rất là đẹp. Em ngủ sai không được ngắm rồi. Đi chứ anh ngắm một mình vui như vậy thì cần gì kêu em đi với anh? Không phải anh kêu em đi với anh, mà là anh rất muốn đưa em đến ngắm. Ngắm bình minh ở đây đẹp lắm. Vậy tại sao lúc nãy anh không gọi em? Lúc nãy anh thấy em ngủ sai, anh không muốn đánh thức em thôi. Em khoác áo vô đi, coi chừng bị lạnh đó. Lỗi tại anh. Để anh đưa em về nhà. Alo, tôi sẽ lập tức đến đó. Làm gì vậy? Không cần cho em về nhà, chờ em đến hộp đêm lễ qua đi. Hôm qua đó bị cháy. Madame. Madame. À, chào.
Sao hả, tình hình thế nào? Theo tình trạng của đám cháy, vị trí bắt cháy có lẽ là mức thiêu hủy cao nhất, tức là chỗ này. Thinh à, lấy miếng nằm chờ đến đây. Mọi người hãy nhìn đi. Sao không còn lực từ trường vậy? Có lẽ miếng 500 này bị cháy trên tủ lạnh. Cái nhiệt độ đạt đến 500 độ F sẽ đạt đến cái gọi là điểm Coulter, sẽ xuất hiện tác dụng mất từ trường. Cho nên 500 bị mất lực hút, bị rơi từ trên tủ lạnh xuống. Đúng vậy. Còn nữa, mọi người nhìn bóng đèn đi. Bóng đèn bị cháy đến biến dạng hết rồi. Loại bóng đèn phải có nhiệt độ 500 độ F hay là hơn nữa mới bị chảy ra được. Và hướng giãn nở của nó sẽ hướng về phía có nhiệt độ cao nhất. Chắc là chỗ này. Đúng rồi. Cho nên chúng tôi cho rằng đây là điểm bắt lửa. Có lẽ đây là những thứ thuộc loại thùng nhựa. Còn Liêu Quốc hả? Trong thùng nhựa này chứa cái gì? Thì chứa những thứ như tài liệu dân sự cũ thôi. Trùng hợp vậy sao? Hôm qua tôi hỏi ông nói không biết để đâu. Hôm nay ông biết đúng không? Anh hai à, anh tưởng tôi muốn trùng hợp vậy sao? Bây giờ quá quạng đó. Đơn hàng thấy công tác gì đó cũng đều bị cháy hết rồi mà. Anh thiệt tình. Vậy thì càng tốt. Ông bớt lo một chuyện, không cần lục hồ sơ cho chúng tôi. Vậy cũng phải. Anh Dân à, nguyên nhân gây cháy là gì vậy? Chỗ này không có ổ cắm, cũng không có thiết kế dây điện. Có lẽ không phải là rò rỉ điện hay là tai nạn đứt dây điện dẫn đến đám cháy. Chúng tôi cũng không tìm được những thứ như tàn thuốc ở hiện trường. Và cũng loại trừ một khả năng là có người hút thuốc bất cẩn để lại đốm lửa. Tức là có người cố tình châm lửa. Đúng vậy. Nè Madame à, tôi nói thiệt nha, cô phải ráng cố gắng moi tên này ra giùm tôi. Chúng tôi cũng là người đóng thuế mà, đúng không? Ông yên tâm, nếu đúng là có người cố tình châm lửa, tôi nhất định sẽ tìm được tên này ra. Trung Quang, chồng của chị, em đợi một lát. Cảm ơn. Làm ơn. Trung Quang kia. Trung Quang. Chào Trung Quang. Vivian, sao tình cờ vậy? Phải, tôi có hẹn với ông Quỳnh bàn công việc. Sao anh Quỳnh, người ăn trưa cũng uống XO đó sao? Vivian, cô có tử lượng cao, cô chừng ảnh giùm tôi nha. Nè, đừng nói anh tệ quá có được không? Không biết ai uống chút rượu qua hôm sau liền bị nhức đầu vậy ta. Cô thương ảnh như vậy, tôi làm cộng tác nhất định đỡ thêm vài ly giùm ảnh. Nhưng mà cô nhớ phải đãi ăn cơm đó nha. Không thành vấn đề, quan trọng là cô nể mặt. Simon đúng giờ lắm. Em à, anh vô trước nha, tối nay đợi em. Ok, ok, bye. Bye bye, bye. Đẹp thiệt nha. Cô là cộng tác ở văn phòng luật của anh Kiệm, có học thức, có nội hàm, lại có thú vui cuộc sống. Em không nói cô gái đó, em nói chiếc lắc tay của cổ đúng là đẹp quá. Cô nhiều chuyện này không ngờ cô cũng biết chọn lắm. Lắc tay của cổ đều được làm bằng thủy tinh và trân châu, hơn 10.000. Đi đi. Chào em. Chào anh. Sao hả, mệt lắm à? Không phải. Có cần dùng bàn tay massage chuyên nghiệp này xoa bóp giùm em không? Không cần đâu, anh làm việc cả ngày, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Hay là đi tắm sớm rồi ngủ được không? Dễ thương lắm, đáng để anh mua một thứ tặng cho em. Cái gì vậy anh? Em xem xong sẽ biết ngay. Sao anh mua chiếc lắc này vậy? Chiều nay anh thấy em nhìn lắc tay của Vivian, biết ngay em rất thích. Cảm ơn anh yêu. Chà, anh tốn nhiều tiền chỉ để chứng minh anh đoán không sai à? Đâu có tốn gì, quan trọng là chiếc lắc này xứng với em. Anh đeo giùm em. Cảm ơn. Miệng của anh khéo như vậy, thật ra không nên chỉ phụ trách nhà nước, làm luật sư đấy đúng không? Nói đến luật sư, em có biết hôm nay anh gặp ai không? Anh đi lương đó. Sao anh lại ở Hồng Kông? Anh đang ở Anh Quốc mà. Anh nghỉ nghỉ hè về nhà chơi, vợ của anh xinh cặp song sinh dễ thương lắm. Lúc trước em nói anh đi lương hung dữ mà. Sau khi lên chức, nét mặt liền thay đổi, y như người cha hiền vậy. Anh à, có phải anh lại muốn nói chuyện sinh con với em không? Trước khi chúng ta đám cưới đã thỏa thuận không sinh con rồi mà, anh nói sẽ nghe theo em. Lẽ nào anh không nghe lời của em? Quan trọng là em thích, sao cũng được. Anh đi tắm nha. Ok. Cảm ơn. Sếp Cao à, anh khẳng định trong đống tiền thui này có manh mối gì sao? Nè cậu Dân, cậu coi, đây là hồ sơ diện tích vụ cháy do Thục Hoàng vẽ.
Còn cục này lấy từ điểm bắt lửa của vụ cháy. Nếu như chúng ta không tìm được dấu vết và chứng cứ ở hiện trường thì hy vọng nó có thể giúp cho chúng ta. Nhưng mà cục này cháy dữ dội quá. Trên lý thuyết tất cả vân tay, sợi vải, biểu bì gì đó đều bị tiêu hủy hết rồi. Đó chỉ là nhận xét bề ngoài thôi. Nè, lớp ngoài cùng của cục này có lẽ là nhựa. Bởi vì chịu nhiệt biến dạng cho nên đã bao lấy tất cả mọi thứ bên trong. Cậu coi đi. Quả nhiên có manh mối. Ý, có manh mối gì chứ? Sếp Cao à, những thứ trong tay em đã làm xong hết rồi. Còn chuyện gì cần em phụ không? Cô đã đến trễ. Rồi tìm kho báu đã kết thúc rồi. Hả? Nhưng có một chuyện cần cô giúp đỡ. Không chừng hột quẹt này là của hung thủ dùng để châm lửa. Còn có khả năng lúc hung thủ châm lửa là bản thân bị hỏng, cho nên luôn cả hột quẹt bỏ lại. Thinh Thinh, cô lập tức lấy hột quẹt cho Tina xét nghiệm. Không chừng tìm được biểu bì của hung thủ, lấy được ADN của hắn. Ok. Madam à, bây giờ độc đắc bị bệnh tâm lý. Lúc bác sĩ khám cho nó, tôi không thể nói tiếng bye bye nó. Nếu không, nó sẽ có cảm giác bị ruồng bỏ rất là mạnh mẽ. Với lại cứ 10 phút tôi phải xoa đầu của nó, giúp tâm trạng của nó được thư giãn. Mà lúc xoa, tôi còn phải có tiết tấu mới được nha. Ummi là bà, xoa. Ummi là bà, xoa tiếp. Ummi là bà, xoa hai lần. Ummi là bà, xoa tiếp nữa. Nè sếp à, hắn trốn gì cho vậy? Chúng ta phải làm luôn công việc của hắn nữa. Thiệt tình làm như con chó vậy. Bây giờ hắn cao hơn rồi, nghỉ phép đều có thứ tự. Lại có thu thập mọi thông tin về chó. Trái lại vụ hại cốt của chúng ta thì không có manh mối gì. Tổ trọng án tay cu lông. Cô làm ơn đi, tôi không thể không nghỉ phép về lo cho động đắc được đâu. Tuy nó là con chó thôi, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng mà, đúng không? Madam, lúc nãy quản lý của siêu thị gọi điện đến, nói là từng gặp nạn nhân trong hình phục hồi hộp sọ. Trời ơi, chuyện lớn vậy sao? Tôi không phiền cô nữa. Madam à, phiền cô lập tức ký giùm tôi đi. Bye bye. Quản lý Hà, nếu ông nói đã gặp nạn nhân thì ông có thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến nạn nhân cho chúng tôi không? Trên thực tế không biết cổ, càng không biết cổ tên là gì. Nhưng mấy hôm trước tôi có đọc tờ báo, thấy tấm hình này trông cũng quen lắm. Nhưng cũng đã 2 năm rồi, sao ông còn nhớ cổ chứ? Bởi vì cậu đã ăn cắp ở đây mà. Đó, cậu đã ăn cắp chai thuốc ho ở đây. Đúng ra tôi định báo cảnh sát. Ai ngờ sau đó có hai khách quen cứ năn nỉ tôi, kêu tôi đừng báo cảnh sát. Tôi nói họ là bạn thân. Tôi thấy thôi thì đừng gây nhiều chuyện. Họ chịu bồi thường thì bỏ qua, vì vậy thôi. Có lẽ camera theo dõi cũng ghi lại tướng mạo của họ. Đúng là vậy, nhưng mà băng của 2 năm trước đã xóa hết rồi. Còn hai người khách quen năn nỉ giùm cổ gần đây có đến không? Cũng có. À không phải, 2 hôm trước họ mới ghé lại. Vậy băng video của camera theo dõi 2 hôm trước anh còn giữ không? Còn. Không lẽ tôi nhớ nhầm? Nhìn hoài cũng không thấy. Không sao, từ từ nhìn đi. Công ty của ông không chỉ có một camera theo dõi. Nếu như ông thấy mệt, hay là đi rửa mặt nghỉ ngơi vài phút trước đi. Vậy thì không cần. Sếp, ba đám, là người này. Cô à, cô làm rất đồ. Cảm ơn. Người nam thì nhìn thấy mặt, còn người nữ thì không nhìn rõ. Tôi nhận ra người nữ. Hả? Tôi nhận ra sợi lắc tay của cổ. Hôm đó hộp đêm Lệ Hoa tôi đã gặp cổ. Cổ làm tiếp tân. Chúng ta nghi ngờ nạn nhân làm ở Lệ Hoa. Bây giờ hai người này đều biết nạn nhân. Và nếu người nữ này cũng làm ở Lệ Hoa thì chắc chắn có dính líu. Lần trước quản lý hộp đêm đó nói chỉ là 1 năm rưỡi, không biết gì hết. Còn tài liệu nhân sự của 2 năm trước cũng bị cháy rồi. Lần này người này là nhân viên đang tại chức. Ông không thể nói với tôi là không biết nữa. Biết là Trinh Trinh đó. Trinh Trinh là tên thật hay tên giả? Cổ tên Lâm Trinh Trinh. Lúc tôi tới đây làm thì cổ đã làm ở đây rồi. Hôm nay cổ đi làm chưa? Chúng tôi có chuyện muốn gặp cổ. Cô nghỉ phép rồi. Có trùng hợp vậy không? Tôi cũng muốn hỏi có trùng hợp vậy không. Hôm đó vừa bị cháy xong, cô liền gọi điện thoại đến nó nghỉ phép. Bây giờ tôi đang lo phải tìm người thay thế cổ nè. Có biết cổ nghỉ phép vì chuyện gì không? Madam à, cô có biết phụ nữ các cô mà thỉnh thoảng lại đó không khỏe, trong 1 tháng luôn có mấy ngày bị. Sếp à, sếp có hỏi phụ nữ vậy không? Ông có địa chỉ của cổ không? Ông đừng nói với tôi là ông lại không biết nha. Nếu biết tôi chắc chắn sẽ đưa cho sếp mà. Lần trước sau khi hai người hỏi xong, chỗ này liền bị cháy dữ dội. À phải sếp à, hai người làm ơn có chuyện gì thì hỏi mau lên đi. Nếu không mất công cứ cách vài hôm lại tới đây hỏi thăm, chắc tôi phải giao luôn mạng cho sếp quá. Là chỗ này.
chuyện gì vậy? Đối trọng án Tây Cửu Long, có phải Lâm Trinh Trinh không? Chúng ta đã gặp nhau hộp đêm rồi. Địa chỉ của cô là do quản lý của cô đưa cho tôi. Chuyện gì vậy? Chúng tôi là tổ trọng án Tây Cửu Long, bây giờ có một vụ giết người muốn đến hỏi thông tin của hai người. Vụ giết người? Chúng tôi không biết vụ giết người gì. Không cần nói không biết nhanh như vậy. Có biết người trong hình này hay không? Không biết, tôi chưa gặp. Có người nhận ra hai năm trước cô gái này ăn cắp ở siêu thị, chính hai người năn nỉ giùm cổ. Không lẽ anh Mai quên vậy sao? Đúng là có chuyện đó, nhưng mà tấm hình không giống cổ. Vậy người đó là ai? Cổ là bà của bạn tôi, lâu rồi không liên lạc, không có qua lại cho lắm. Chúng tôi chỉ gặp cổ ở siêu thị thôi, đâu cần bắt tôi chứ. Tên của cổ là gì? Phùng Tiểu Hoa. Còn tên nào khác không? Có tên nào là Dung Tuệ không? Đầy đau bụng mà. Sếp à, bà Đăng, tôi chưa nghe tên Dung Tuệ đây. Nếu không có vấn đề gì, hai vị làm ơn đi dùng. Sao kêu chúng tôi đi gấp như vậy chứ? Vợ của tôi không được khỏe, tôi không muốn bị ai quấy nhiễu được không? Vợ của anh không được khỏe, hai anh gặp chúng tôi căng thẳng. Nè hai vị, tôi cũng biết luật đó. Nếu thật sự cảm thấy tôi có vấn đề gì thì hãy bắt tôi đi. Nếu muốn vào nhà tôi điều tra, làm ơn lần sau cầm lệnh đi. Nè, nè. Bỏ đi. Không phải mà đâu, nếu mặt của hắn có điều gì bất ổn. Rõ ràng có mờ ám. Nhưng tôi mới kiểm tra một chuyện trước, lúc nãy tôi thấy một tấm hình, tôi nghi ngờ hắn làm ở sở cục công. Vậy thì càng đáng nghi hơn. Đợi sau khi tôi xác minh, đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính cầm lệnh lên khám xét. Sao hả, có kết quả rồi sao? Có rồi, qua đây coi đi. Đúng là may mắn lắm, bị ngâm trong đường cống 2 năm cũng có thể xét nghiệm được ADN. Đây là mẫu ADN lấy được từ răng của bộ hài cốt, nhưng khi phân tích bằng sơ đồ, kỳ lạ lắm. Đây là sơ đồ ADN mẫu tóc và vết máu của Dung Tuệ tìm được ở nhà Trương Thái. Khi đối chiếu với sơ đồ ADN răng, thực tế không giống nhau. Tức là bộ hài cốt này không phải của Dung Tuệ. Từ trước đến giờ chúng ta đặt giả thuyết Dung Tuệ đã chết, nhưng ADN nói cho chúng ta biết giả thuyết này của chúng ta không thành lập. Tức là ngay từ đầu hướng điều tra của chúng ta đã là sai. Alo. Được, cảm ơn. Sao hả, hộp quẹt đó có kết quả xét nghiệm rồi sao? Có kết quả rồi, vừa mới gửi qua. Đây là hộp quẹt tìm được trong trận quả quẹt ở hộp đêm, phát hiện có biểu biệt của người. Đây là sơ đồ ADN. Giống như nhau. Quay lại sơ đồ ADN lúc nãy của Dung Tuệ xem thử đi. Trồng lên hiện trường vụ cháy tìm thử coi. Không ngờ giống y như nhau. Thực tế Dung Tuệ còn sống. Kẻ phóng quả ở hộp đêm chính là Dung Tuệ.